Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Trong cái quá trình mà tham gia cái chương trình học thạc sĩ liên tâm, hai cái vấn đề mà tâm đắc nhất của tôi đó là trường đá, có nghĩa là trường gan. Cái thứ hai nữa là cái bài viêm son. Tại vì bản thân đã viêm son từ lâu rồi, nhưng mà chữa nhiều nơi, uống thuốc, tất cả các loại thuốc không có khỏi. Nhưng mà mới học ngày qua về sáng ngày, tại vì ngủ trong máy lạnh ra là không thể nào mà cái đầu nó nặng dữ lắm. Nhưng mà nhờ đứa cháu nó cạo ngoài cái đốt sống 3-4 năm về sau này là cảm thấy cái đầu nó nhẹ liền. Còn cái vấn đề mà đá chườm gan đó là do áp lực cái công việc nó nhiều, không thể nào mà ngủ được mà ngon giấc từ tối tới sáng được hết trơn. Nhưng mà trong qua quá trình chườm gan thì thấy giấc ngủ mình nó thẳng giấc, ngủ rất ngon. Thì cũng cảm ơn cái chương trình đào tạo của cái khóa học thạc sĩ lương tâm này. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.